Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô VKTV. Thưa quý vị và các bạn, thì những ngày đầu năm 2019 thì có hàng loạt những mẫu xe mới được ra mắt và được trình làng giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Tôi nói đơn giản như ví dụ như Nissan Terra hay có thể nói là Hyundai Santa Fe. Hyundai Santa Fe 2019 được ra mắt thì đã tạo ra một cơn sốt vô cùng khủng khiếp đối với những người yêu xe ô tô. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc xe Santa Fe 2019 phiên bản máy dầu 2.2, phiên bản special hay gọi là phiên bản đặc biệt. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Thưa quý vị và các bạn, thì Hyundai Santa Fe 2019 được thiết kế lấy cảm hứng hoàn toàn mới so với phiên bản cũ. Phiên bản mới này thì thiết kế với cái chiết lý thiết kế trẻ trung năng động hơn rất nhiều lần. Chúng ta có thể kể đến cái cụm lưới tản nhiệt ạ. Cụm lưới tản nhiệt được thiết kế dạng đa giác lớn tạo ra một cảm giác rất trẻ trung và khỏe khoắn. Bên cạnh đó thì cái thiết kế phần ốp này, ốp trên và ốp dưới dạng tổ ong tạo ra một cái không gian rất là trẻ trung cho dòng xe Santa Fe 2019. Có một cái điều hết sức đặc biệt đó là việc thiết kế cái cụm đèn pha cốt nó khác với dạng truyền thống. Thì ở Hyundai Santa Fe này, hiện tại thì tôi mới có thấy được rằng là gì ạ? Có dòng xe VinFast Lux SA 2.0 và Hyundai Kona cũng như Mitsubishi Xpander được thiết kế cái cụm đèn pha đẩy phía dưới và đèn LED ban ngày đấy, thì được đẩy lên phía bên trên. Thì ở Hyundai Santa Fe 2019 cũng vậy, hệ thống đèn LED ban ngày thì đã được đẩy lên trên, trông rất là cá tính và trẻ trung. Bên cạnh đó thì cái thiết kế của cụm đèn pha cốt này được đẩy xuống phía dưới. Đấy, nó tạo ra một cái gì đó nó rất là mới mẻ cho dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2019. Ở Hyundai Santa Fe thì hiện tại đang có 4 phiên bản, thì chỉ có duy nhất phiên bản máy dầu, phiên bản đặc biệt được trang bị cả đèn pha và đèn cốt công nghệ dạng bóng LED và công nghệ chiếu bóng dạng projector. Với cái việc trang bị công nghệ dạng bóng LED này thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể tiết kiệm điện năng một cách tối ưu nhất, giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng quan sát và di chuyển một cách an toàn hơn rất nhiều lần so với những cái công nghệ bóng đèn cùng phân khúc. Bên cạnh đó thì Hyundai Santa Fe cũng được trang bị cái cụm đèn sương mù. Đấy, cụm đèn sương mù được thiết kế rất là tinh tế, kết hợp với lại cái cụm ba lật sốc phía trước này, tạo ra một cái cảm giác gì đó nó rất là thể thao, năng động. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm cái phần hông xe của Hyundai Santa Fe 2019 phiên bản đặc biệt. Thì ở cái phần hông xe này thì có rất nhiều những cái đường gân dập nổi kéo dài từ ba lật sốc phía trước sang tai xe, sang cửa xe và sang hông xe phía đằng sau, kết hợp với những cái chi tiết nẹp mạ chrome. Đấy, tạo ra một cái không gian rất khỏe khoắn và trẻ trung cho dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2019. Có một cái điểm nhấn rất tuyệt vời thì xin mời quý vị các bạn cùng quan sát và chiêm ngưỡng cái mâm xe và lốp xe của phi Hyundai Santa Fe 2019. Mâm xe được thiết kế với thiết kế khổ rất lớn, lên đến 19 inch, và lốp xe thì được thiết kế rất là to khỏe. Với cái việc thiết kế cái mâm xe và lốp xe to khỏe như này thì nó sẽ giúp cho Santa Fe 2019 có thể linh hoạt di chuyển trên mọi cung đường khác nhau. Bên cạnh đó thì mâm xe của Hyundai Santa Fe 2019 cũng được thiết kế với thiết kế 5 chấu kép ạ. 5 chấu kép và hình dạng nó khi mà quý vị các bạn nhìn vào ấy, nó có một cái cảm giác gì đó luôn luôn chuyển động. Khi mà quý vị nhìn vào cái mâm xe của Hyundai Santa Fe 2019 thì quý vị các bạn có thể cảm nhận được là nó tạo ra một cái cảm giác luôn luôn chuyển động, giúp cho chiếc xe có một cảm giác năng động hơn. Về gương chiếu hậu thì được trang bị trên Hyundai Santa Fe 2019 phiên bản đặc biệt này thì được trang bị công nghệ cụm gương chỉnh, tức là cụm điện chỉnh được tích hợp báo rẽ cùng màu thân xe. Và bên cạnh đó thì có hai cái điểm mới trên công nghệ được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019, thì đó là chức năng sấy gương và cảnh báo điểm mù đã được trang bị trên gương chiếu hậu này rồi. Đấy. Với việc trang bị cái gương chiếu hậu rất hiện đại này giúp cho quý vị các bạn có thể lưu thông an toàn hơn so với những dòng xe cùng phân khúc. Xin mời quý vị các bạn đến với cái tay nắm cửa được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019 bản đặc biệt. Thì tay nắm cửa mạ chrome
Đấy, trông rất là to khỏe và chắc chắn. Bên cạnh đó thì có một công nghệ hiện đại thì được tích hợp vào cái tay nắm cửa này, đó chính là việc tích hợp cái núm mở cửa ra vào xe thông minh kết hợp với lại cái chìa khóa điều khiển thông minh, tạo ra một góc nhìn rất là sang trọng cho dòng xe Hyundai Santa Fe cao cấp. Xin mời quý vị các bạn cùng ngắm nhìn Hyundai Santa Fe 2019 từ phía đằng sau xe. Thì cái cụm đèn hậu được thiết kế vuốt dài sang hai bên kết hợp với cái nẹp mạ chrome kéo dài từ cụm đèn hậu bên trái sang cụm đèn hậu bên phải, tạo ra một cái không gian rất là khỏe khoắn cho dòng xe Hyundai Santa Fe này. Bên cạnh đó thì ở ba đờ sốc phía sau cũng được thiết kế rất to khỏe kết hợp với cái bản ba đờ sốc phía trước này. Kết hợp với cái phần ba đờ sốc phía sau này được sơn chống chảy. Đấy, sơn chống chảy. Đấy, tạo ra một cái gì đó nó rất là khỏe khoắn cho dòng xe này. Bên cạnh đó thì có một cái điểm nhấn ở phần phía đằng sau. Thì đó là gì ạ? Đó là được thiết kế hai ống xả hay còn gọi là ống xả kép. Nhưng cái ống xả kép thì không phải thiết kế ở hai bên mà thiết kế cùng. Đấy, cùng một vị trí tạo ra một cái nét cá tính cho dòng xe Hyundai Santa Fe 2019. Một cái dáng vẻ hết sức thể thao thì được thể hiện ở cái đuôi hướng gió phía đằng sau. Cái đuôi hướng gió này thì thiết kế khá là to khỏe với cái thiết kế hai màu, màu trắng và màu đen rất là tinh tế. Bên cạnh đó thì được kết hợp với lại cái hệ thống đèn báo phanh trên cao. Nó giúp cho Hyundai Santa Fe 2019 có một góc nhìn thể thao hơn, năng động hơn so với phiên bản cũ. Ở phần nóc xe thì quý vị các bạn để ý có hai cái thanh giá lóc được gắn chìm vào khung giá lóc, kéo dài từ phần phía đằng kính chắn gió phía trước đến phần đuôi cá phía sau, tạo ra một cái không gian rất năng động cho dòng xe này. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái không gian nội thất được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019. Thì xét về mặt tổng thể thì Hyundai Santa Fe đã thiết kế rất là khác biệt so với phiên bản cũ, khác biệt rất nhiều lần. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà phiên bản cũ ấy, thì được thiết kế nó rất là chéo chéo này, nhìn rất là khó nhìn, thậm chí là bị phải vặn người đi thì mới nhìn rõ, đúng không ạ? Nhưng mà ở cái thiết kế này, thiết kế phiên bản mới này thì nó đã thiết kế gần như là hoàn hảo, nó có một không gian rất là hiện đại, rất là hiện đại. Chúng ta có thể kể đến cái vô lăng lái này. Vô lăng lái được thiết kế khá là hiện đại với việc trang bị bọc da mạ bạc với cái đường chỉ khâu rất là tinh tế. Rất tiếc một cái thì đó là cái việc mình kể cả phiên bản cao cấp nhất đây, đó là phiên bản 2.2 EVGT, phiên bản đặc biệt máy dầu, cũng chưa được trang bị cái vô lăng ốp gỗ. Đấy, những cái điều đấy không quá quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Ở trên vô lăng lái này cũng được tích hợp khá nhiều những tính năng công nghệ hiện đại, bao gồm có chỉnh âm lượng, chỉnh nghe gọi điện thoại. Bên cạnh đó thì có hai tính năng hết sức là mới mẻ, thì đó là gì? Việc trang bị cái kiểm soát hành trình Cruise Control được trang bị trực tiếp trên vô lăng lái này. Đấy, quý vị các bạn có thể điều chỉnh dễ dàng cái tốc độ của mình muốn đi mà không ảnh hưởng đến cái chân ga và chân phanh. Bên cạnh đó thì cái lẫy chuyển số thì cũng được thiết kế trên vô lăng. Đấy, giúp cho quý vị các bạn có thể giảm thiểu thao tác rất nhiều và chúng ta không cần phải tập trung quá nhiều vào cái cần số nữa. Thưa quý vị các bạn thì tất nhiên rồi, rõ ràng là cái phiên bản 2019 và đặc biệt là phiên bản đặc biệt nữa thì chắc chắn là phải trang bị cái màn hình cảm ứng DVD. Thì ở Hyundai Santa Fe 2019 phiên bản đặc biệt này đã được trang bị màn hình cảm ứng DVD. Đấy, cái màn hình cảm ứng này thì được tích hợp với công nghệ phần mềm Android và mình sử dụng giống như một cái điện thoại vậy. Ngoài những cái chức năng thông truyền thống, ví dụ như là có thể xem radio, đĩa DVD, rồi tích hợp Bluetooth hay là các kênh thông tin nghe nhìn khác, thì cái bản đồ vệ tinh dẫn đường đã được tích hợp trực tiếp vào màn hình cảm ứng DVD này rồi. Đấy, bản đồ vệ tinh dẫn đường thì đã tích hợp trực tiếp vào đây. Khi bản đồ vệ tinh dẫn đường đã được tích hợp trực tiếp vào cái màn hình cảm ứng DVD 7 inch này thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Có một cái điểm rất hay là gì? Ở cái dòng xe Hàn này thì họ cũng rất là ưu ái người tiêu dùng Việt Nam, bởi vì cái hệ điều hành hay cái phần mềm thì đã được sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Chúng ta không cần phải dịch thuật để có thể sử dụng một cách dễ dàng.
Và cái việc trang bị cái chìa khóa thông minh hay mở cửa ra vào thông minh thì nó sẽ dẫn đến cái việc là gì ạ? Được thiết kế cái nút engine startup này. Cái nút engine startup này thì nó là một minh chứng cho những cái dòng xe hiện đại và cùng ở trong cùng phân khúc. Thưa quý vị và các bạn, ở phiên bản cao cấp nhất trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019 thì ghế được trang bị ghế chỉnh điện. Và đây tôi có cảm giác là đây là chỉnh điện 10 hướng nhé. Chỉnh điện 10 hướng, chúng ta có thể dễ dàng ra vào ghế ạ. Điều chỉnh độ cao của ghế, điều chỉnh độ phồng của mặt ghế và điều chỉnh cái độ nghiêng của mặt ghế. Bên cạnh đó thì có thể điều chỉnh được cái độ phồng của lưng ghế này. Cái việc trang bị cái việc điều chỉnh cái độ phồng của lưng ghế này thì nó sẽ giúp cho quý vị các bạn không bị cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển trên những cái cung đường khác nhau. Hệ thống điều hòa thì được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt này thì cũng đang được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập. Quý vị các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió và chế độ cửa gió cho phép mà hai vùng độc lập với nhau. Quý vị các bạn có thể tận hưởng những cái cảm giác rất tuyệt vời trên hệ thống điều hòa tự động được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt này. Chúng ta có thể nhìn lên thì ở Hyundai Santa Fe hiện tại có 4 phiên bản nhưng chỉ duy nhất có phiên bản đặc biệt là bản máy xăng và máy dầu. Phiên bản đặc biệt mới được trang bị cái gương chiếu hậu chống chói tự động. Đấy. Và đây chính là gương chiếu hậu chống chói tự động đây. Đấy, quý vị các bạn có thể chỉ cần ấn một nút điều chỉnh điện đây thì quý vị các bạn có thể cái gương này có thể tự động giúp chúng ta, nó sẽ điều chỉnh cái độ hồi tụ để làm sao mà giảm cái cường độ ánh sáng vào chói vào mắt mình mà chúng ta vẫn có thể quan sát một cách rất là đơn giản và dễ dàng. Thưa quý vị các bạn thì cái hệ thống gắn mưa được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019 này thì khá là hiện đại. Đó là hệ thống gắn mưa hoàn toàn tự động. Hệ thống gắn mưa hoàn toàn tự động thì nó dựa trên một cái nguyên lý, đó là cái cảm biến, lấy tín hiệu từ cái cảm biến mưa. Cảm biến mưa này thì nó dựa trên cái nguyên lý là phân khúc xạ ánh sáng. Khi mà những giọt mưa nó lăn trên kính chắn gió thì nó sẽ biết được là hiện tại là mưa nhiều hay mưa ít và sẽ đưa ra những cái quyết định cho cái hệ thống gạt mưa này gạt nhiều hay gạt ít. Đấy, một cách hoàn toàn tự động. Xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái không gian nội thất từ hàng ghế thứ hai trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019. Thì Hyundai Santa Fe được bày bán tại thị trường Việt Nam thì có những cái đối thủ chính ví dụ như là CR-V, đúng không ạ? Honda CR-V. Nhưng ở dòng xe Hyundai Santa Fe này thì tôi thấy có một cái điểm rất hay. Ngoài những cái tính năng ví dụ như là hàng ghế 5+2 thì cái cửa sổ trời được thiết kế trên dòng xe Hyundai Santa Fe này được thiết kế cực kỳ rộng. Chúng ta có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên một cái không gian hết sức là tuyệt vời. Quý vị các bạn có thể trải nghiệm cái không gian cực kỳ tuyệt vời ở cái cửa sổ trời giống như được trang bị trên một cái khách sạn 5 sao vậy. Camera có thể hướng đến có thể nhìn thấy một cái bầu trời đầy sao. Đấy. Và gần như tất cả những cái vị trí ở trên xe đều có thể ngắm nhìn bầu trời. Đấy, một cách rất là tuyệt vời. Quý vị có thể để ý thời gian gần đây thì khi mà cả nhà của chúng ta thông thường thì cho đi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam hay đội tuyển quốc gia Việt Nam thì các cháu nhỏ của chúng ta sẽ trèo lên và có thể tháo cờ lóc ra để có thể đưa lên những cái lá cờ tổ quốc và vẫy cờ, vẫy chào những đồng bào hay là những người hâm mộ đang đi ở phía dưới đường một cách hết sức là tuyệt vời. Và một cái tính năng mới được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe này thì đó chính là việc trang bị cái rèm che nắng phía đằng sau đây. Ý các bạn để ý chưa? Đấy, rèm che nắng phía sau này. Ở cái việc trang bị cái rèm che nắng phía sau này, tất nhiên thì gần như xe nào thì quý vị các bạn về cũng sẽ được trang bị cái người ta gọi là cái phim cách nhiệt. Nhưng mà nếu quý vị có việc trang bị cái rèm che nắng phía sau này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể chủ động hơn. Đặc biệt là chúng ta đi vào những khu vực mà nhạy cảm chẳng hạn. Đấy, thì cái rèm che nắng này nó cũng tạo ra một cái không gian riêng tư cho quý vị các bạn. Và ở không gian nội thất phía đằng sau xe này thì quý vị các bạn không nên trải không quên. Và ở cái không gian nội thất phía đằng sau xe này
thì quý vị các bạn cũng không quên trải nghiệm cái độ rộng, đúng không ạ, của dòng xe này. Thì tất nhiên là Hyundai Santa Fe này thì không được thiết kế quá rộng rãi giống như Fortuner, nhưng ở cái góc độ là gì ạ, ở góc độ so sánh giữa CR-V thì tôi có cảm nhận là Hyundai Santa Fe nó có một cái không gian nội thất khá là rộng rãi đấy. Và cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta ngồi có thể ba người, khá là hợp lý. Tôi không biết là cái hàng ghế thứ ba thì nó có rộng rãi hay không. Chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Tất nhiên rồi, thì ở hàng ghế thứ ba thì chúng ta không thể kỳ vọng nhiều hơn ở Hyundai Santa Fe 2019, bởi cái chiều dài cơ sở hay là chiều dài tổng thể của nó không được thiết kế rộng rãi như Fortuner. Nhưng nếu mà ở cái phân khúc mà 5+2 giống như CR-V và Hyundai Santa Fe 2019 này thì có thể nói là tạm được. Bởi vì sao? Bởi vì cái hàng ghế thứ hai này thì có thể chúng ta có thể linh hoạt rất nhiều những cái chức năng khác nhau. Ví dụ như chúng ta có thể gạt lên mà có thể để đồ, hoặc là có thể ví dụ như nhà mình chẳng hạn đi có hai trẻ em thì mình sẽ để ưu tiên trẻ em ở phía dưới và chúng có thể thao hồ lựa chọn và chơi cùng nhau. Hàng ghế thứ ba thì được thiết kế chỉnh điện quý vị các bạn nhé. Hàng ghế thứ ba chỉnh điện này, quý vị các bạn có thể để ý ạ. Đấy. Bên trái bên phải đấy ạ. Xin mời quý vị các bạn cùng đến với cái hệ thống vận hành được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe. Có tổng cộng 4 phiên bản Santa Fe 2019 được phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước tại nhà máy Hyundai Thành Công ở Linh Bình. Với hai tùy chọn động cơ, một động cơ xăng Terra 2 2.4 GDI công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại lên đến 241 Nm trên 4.000 vòng phút. Loại động cơ dầu R 2.2 EVGT cho công suất 202 mã lực tại 3.800 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 441 Nm trên 1.750 đến 2.750 vòng phút. Ở khả năng vận hành này thì tôi cũng muốn nói đến thì đó, nó có hai phiên bản được phân biệt rõ ràng ra. Khi động cơ dầu được ưu ái hơn khi sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi động cơ xăng chỉ được sử dụng hộp số tự động 6 cấp mà thôi. Các phiên bản đặc biệt của Hyundai Santa Fe 2019 sẽ được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian, trong khi đó phiên bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị hệ dẫn động cầu trước FWD mà thôi. Xin mời quý vị các bạn cùng đến với cái hệ thống an toàn được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe 2019. Thì Hyundai Santa Fe hiện tại đang có 4 phiên bản thì được trang bị những cái tính năng an toàn tương đối là khác nhau. Tôi nói đơn giản như ví dụ như Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng và máy dầu, phiên bản đặc biệt ấy, thì tất cả những cái tính năng an toàn hiện đại nhất thì đều đã được trang bị trên dòng xe này rồi. Còn phiên bản máy xăng và máy dầu phiên bản thường thì chưa được trang bị nhiều lắm. Tôi nói ví dụ đơn giản như này. Hiện tại thì hai phiên bản Santa Fe, máy xăng và máy dầu, phiên bản đặc biệt đã được trang bị camera lùi, còn phiên bản thường thì chưa được trang bị camera lùi. Phiên bản đặc biệt thì cũng được trang bị cảm biến trước và sau. Bên cạnh đó thì hệ thống cảnh báo điểm mù đã được trang bị trên phiên bản đặc biệt. Ngoài ra thì phiên bản đặc biệt cũng trang bị hàng loạt những tính năng an toàn khác như khóa an toàn thông minh, cảnh báo người ngồi phía hàng ghế phía đằng sau, phanh tay điện tử thì cũng đã được trang bị. Bên cạnh đó thì phiên bản đặc biệt được trang bị 6 túi khí cũng như hệ thống gương 6 túi khí cũng như gương chiếu hậu chống chói tự động ECM. Ngoài ra thì các chức năng ví dụ như là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử ESC, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống phân phối lực phanh điện tử DBC cũng đã được trang bị trên dòng xe Hyundai Santa Fe phiên bản đặc biệt này rồi. Có thể nói là Hyundai Santa Fe là một trong những mẫu xe có thể được trông đợi và kỳ vọng nhiều nhất trong năm 2019. Nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu dòng xe này thì vui lòng gọi điện cho các tư vấn viên của chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn.
Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe, chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống trong năm 2019. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben, mang xe hơi đến mọi gia đình.